Tại sao vậy? Tại sao ta mất hết nỗi gồng vậy hả? Khi xưa chỉ gặp ta nhúng một cái là một chân ta đã đứng trên đầu một chảo. Tại sao? Anh cho mình một chết thật là đau lòng. Ta phải luyện lời nói công để trả thù cho mỗi. Ra làm thật bất trưởng. Ra làm thật bất trưởng. Nè, con nè. Nè, cái gì vậy hả? Tự nhiên sao mà lại dám gì? Con đập cái cao bước tay vậy? Không được. Con làm đi, con làm con dám đang luyện nói công đúng không? Cái gì vậy nè? Nghe má nói nè. Ai đây? Mẫu hậu chính là mẹ của con đó mà. Con mẫu thân à, con có bị điên. Con chỉ mất hết vô công rồi. Con phải trả thù cho anh chồng đúng không? Anh chồng chết chắc đau lòng. Anh chồng là người đẹp trong lòng con. Người đẹp nào trong lòng con? Con chính là Tiêu Phong trong Thiên Long Bát Bộ đó hả? Không được. Trời ơi, vậy mà ta cứ tưởng. Hả? Mày á, mày làm tôi diễn theo mày à. Coi phim Hồng Kông quá, riết cái lộng phim à. Con phải luyện thêm một cái chiêu này nữa. Trời, hai cái bí nó mới mua mà đưa cho mày. Không được, con phải luyện chiêu thức mới này để mới trả thù được cho A Châu đúng mà. Chiêu thức gì? Đó là nhảy bí bạch cung cầu. Sao không bể hả? Ta đã thành công rồi. Thành công gì? Bạch thì có rồi nhưng mà cốt chảo là được. Nghe mới nói nè. Mày coi phim Hồng Kông riết ha. Mày nhiễm nha, rồi nhiễm mày sống với nhân vật trong phim nha là má quánh mày chết. Mày nói chuyện bình thường cho má coi. Nói chuyện bình thường. Tại sao má lại cấm con luyện nội công hả? Má cấm con luyện nội công luôn, cái luyện nội công gì? Không được. Mày đi ra học bài đi. Ta không thể nào mà luyện nội công ở đây được, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ta phải tìm một nơi nào đó yên tĩnh để tập võ cho thùng cha Châu. A Châu hiền muội đợi ta với. Trời ơi. Nè. Trời ơi, con phim rồi à. Hãy đứng lại đó. Mẫu thân hả? Sao mẫu thân khóc vậy? Hết rồi. Hết được gặp nhau rồi. Sao hả? Hai đứa nó chết rồi. Hai đứa chết? Hai đứa nào chết? Mẹ, con nghe với thằng Cưng chết rồi. Bà con mình đâu có đứa nào mà lên giống ai nó đâu. Không, một đứa nó bị ung thư máu thời kỳ cuối. Một đứa nó nghe bị ung thư máu, nó chạy lên bệnh viện giữa đường, nó bị tai nạn giao thông chết. Chết, con bị bệnh ung thư máu. Bệnh ung thư máu nghe, nó bị tai nạn giao thông chết luôn. Hai đứa nó lỗi. Vậy hả? Vậy gia đình nó biết chưa má? Sao má? Gia đình biết đâu, gia đình đâu có cho con yêu nhau đâu mà con yêu nhau. Rồi bây giờ hai đứa nó chôn nhau, nó chết tao rồi mà. Má con ơi, chắc má chôn luôn. Con má định buồn, hai nó quê đâu má? Quê là ở bên nước người. Nước người là đâu? Má đâu có biết đâu, má chỉ biết một đứa tên là Lo Văn E, một đứa tên là Chen Trung Trinh. Bà con mình đâu có ai mà tên mà khó đọc gì đâu. Mình không quen biết đâu, chiều 5 giờ má mở tivi ra, má theo dõi cái phim chuyện tình hai đứa. Má khóc là hai đứa chết trong phim hả? Vậy mà cũng nói con nữa. Lòng ta lộn chết rồi, ta phải đi luyện công tiếp đây. Mày không biết cái gì hết á. Thì má coi phim mà cái cảm xúc má dâng trào thì buộc má phải trào dâng chứ con ơi. Đúng rồi, vậy thì con cũng phải trào dâng thì má vậy hả? Nè, ai cho mày cứ coi phim hả? Má cấm mày không coi phim chứ thiệt mà. Ủa? Sao má cấm con? Kỳ vậy? Má nói cảm xúc dân chào phải chào dân ra mới được mà. Nhưng mà tao không cho mày coi phim kiếm hiệp. Với lại cái giờ này là giờ tao đi coi phim tình cảm thôi, tao vô tao giờ này giờ kiếm hiệp. Giờ này là phim tình cảm của tao. Không, của con. Nè, của con. Tình cảm của má. Của con. Tình cảm của má.